Come on. Hey. Nào, câu chuyện về bà Mira và ông Trung Quần. Ông Mira và bà. Oh, yeah. Ông và anh yêu nhau thời chưa có TV. Ông và anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông và anh đưa nhau đi khắp phố xa. Bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp trong sân. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm Huy ơi, những dòng đưa tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy bình dị lắm run ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Hey! Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi say. Và đó là lời ông nói với anh, ông anh có một tình yêu xanh á xanh. Yeah. Anh và em yêu nhau thời xe máy ô tô. Gì á hả? Trời ơi. Anh và em yêu nhau thời TikTok Tinder. Woo. Anh và em yêu nhau thời tay cầm smartphone. Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau vì ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu. Và có nhiều lúc em giận dỗi khi anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kỳ. Ôi tình yêu thời nay mệt quá ai ơi, giận nhau không nói một lời, chỉ vì không rep inbox thôi. Và em ơi thời nay mệt quá đi thôi, anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà. Laka, laka, haka, laka, 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 haka. Trời ơi, hai ông bà này. Laka, 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 haka. Laka, 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 haka. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng tô tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy bình dị lắm, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh. Đúng, nó sao mà ông anh có một tình yêu tươi xanh, tươi xanh. Và em ơi em có hiểu lời